Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay tôi có quay một cái clip để chia sẻ cho các bạn. Thì trước khi quay clip, tôi cũng có sơ lược một chút các bạn. Đây là cái khung cảnh nhà tôi, cái nhà tôi đó. Thì tôi vô mục đích tôi hôm nay tôi cũng muốn quay vô cái trong cái nhà tôi một chút, là tôi muốn cho các bạn xem. Đây là cái bồn nuôi cái con chim cá kiển của tôi. Thì đây nó ngay tôi đang thay nước các bạn. Thì lý do là trước Tết tới giờ cái nước của mình nó đã lâu rồi, thành ra tôi chưa có thay nước. Thì hôm nay tôi đã thay nước. Thì cái con cá kiển thì các bạn, nếu các bạn bạn nào có chơi cá kiển thì cũng đã biết, thì mình thay nước thì mình cũng phải chừa một số nước lại các bạn, để cho cái môi trường giống như nó quen thích nghi cái tự nhiên đó, thích như cái nguồn nước mà lúc trước tới giờ nó sống đó. Thì mình phải chừa một đôi chút, chẳng hạn như ở đây là cái này tôi chừa giống như là hơn phân nửa các bạn, tôi rút ra hơn phân nửa chứ mình không có rút hết nước, mình không có xả hết nước. Thì khi mà mình đã tới cái mực nước vừa đủ thì mình ngưng lại. Mình bắt đầu mình bơm cái nước mới vô các bạn. Thì hình thức lâu lâu tôi mới làm như vậy các bạn, chứ không phải là làm thay nước thường. Tại vì mình làm cái bồn mà nuôi nuôi cá như vậy á, thì ở dưới đây mình có một cái hệ thống lọc. Hệ thống lọc ở dưới này, lọc sỏi, lọc đá đồ rất là nhiều, nó nhiều ngăn lắm các bạn. Thành ra ít có khi nào mà mình thay nước liên tục lắm các bạn. Hầu như là 4 5 tháng thì tôi không có thay nước luôn cũng được nữa các bạn. Nó vẫn tốt bình thường, rất là sạch. Khi mà mình lọc nước như vậy á thì nó rất là sạch. Nó qua tới bên đây luôn các bạn. Ở đây chỉ có cái motor nó đẩy lên thôi. Còn ở dưới nước ở đây nó bắt đầu nó xả xuống, có một cái ống nó xả xuống ở đây, trong đây nó có một cái dàn lược các bạn. Trong đây thì sỏi đá rồi tôi để từ ngang nó sẽ lọc như bằng hệ thống lọc xả tràn đó các bạn. Đó. Thì cái này tôi chỉ quay đơn sơ, tôi chia sẻ cho các bạn đôi chút về cái chủ yếu là nói về cái mô hình nuôi con chim kiển thôi các bạn. Tại vì mình có nuôi cá cảnh nè, rồi mình nuôi luôn cái chim kiển, thành ra tôi có quay sơ lược nói về một chút thôi các bạn. Ở đây là cái phòng khách của nhà tôi ha. Thì hôm nay có dịp quay thì tôi sẽ quay sơ cho các bạn thấy đó. Thì các video clip trước á, tôi có quay á, thì tôi không có quay về con cá kiển của tôi. Thì con cá kiển này á, tôi nuôi trong cái bồn kiến đó đó, thì cũng khá là lớn rộng. Nhưng mà cái bồn đó tôi nuôi cách nay cũng tầm 3 năm rồi các bạn, chứ không phải là mới 3 năm nay rồi đó. Nhưng mà hôm nay tôi có dịp tôi nuôi chơi cá cảnh, rồi tôi mới quay luôn con cá kiển cho các bạn xem luôn ha. Thì đây đây là thưa mấy mấy bạn, là tôi đang ghép đôi rồi. Tôi đang ghép đôi là tất nhiên là tôi đem một cặp chim về tôi ghép. Thì nhìn xa xa các bạn có thể thấy là con chim nó đang bay nhảy ở trong chuồng đó các bạn. Đó. Thì tôi đứng đây thì nó ngay cũng tương đối hơi xa. Hơi xa là cách nhau chừng 2 3 mét rồi các bạn. Thì tôi quay tại vì mình thả chim mới, thành ra mình hạn chế là gần. Đó. Thì xa xa nhìn các bạn cũng để ý, chắc các bạn chơi chim chuyên nghiệp hoặc là chơi chim nhiều thì các bạn sẽ biết con chim gì ha. Thì sẵn tiện hôm nay tôi cũng xin phép các bạn, mấy hôm trước thì tôi chỉ nói chơi chim thôi, tôi chưa nói là mình thả con chim gì để ghép đôi. Thì thưa với các bạn, hôm nay tôi quay luôn các bạn. Thì đây là cái con cặp đôi chim, là chim chè thang các bạn đó, một đôi ha. Thì ở bên ngoài á, là con chim các bạn thấy nhìn vô thấy đó,
là nó đang nhảy nhảy đó, là nó đang nhảy trên cái cây đó, là nó chuyền đó các bạn. Thì con chim này gọi là con chim mái, chè thang mái các bạn. Thì bên trong nữa tôi ghép đôi nhưng mà tôi không có thả ra hết các bạn, tôi chỉ thả một con. Thì bên ngoài cái chuồng tôi mới làm đó là nguyên cái lồng lớn đó, còn một thang tôi vẫn giữ y trong cái chuồng, y trong cái lồng các bạn, cái lồng chứ, là tôi để riêng là con chèo chè trống đó. Tại sao mà tôi không dám để hai con thả vô liền các bạn? Thì nói chung tôi cũng mới, thành ra tôi cũng có một số tham khảo bạn bè ý kiến, rồi ông chú ổng đưa cho tôi cặp này về để ghép đôi. Thì cái theo lời của chú thì mình nên ghép đôi, trước khi mình ghép đôi mình thả vô đó thì mình nên chọn hai con cho nó, nói chung là cái thứ nhất là giống như là bố mẹ đó, là tốt cái thứ nhất. Thì chè thang này là được 4 mùa các bạn, kêu bằng 4 mùa đó. Thì hai con chè thang chống mái tầm khoảng 4 mùa thì nó vào cái độ tuổi, nói chung là dư cái sinh sản luôn các bạn đó. Hình thức là tôi muốn chia sẻ cho các bạn là khi mà mình ghép đôi đó, là mình không có để chung, khi mà mới để vô thử á, giống như mình thử đó, coi hai cái bạn tình này có giống như là có kết hợp với nhau được hay là không. Thành ra mình phải giống như là phải để thử, khi mà mình nhìn thấy hai con có thể là hòa quyện với nhau, gần gũi bên nhau, thì tới đó mình mới dám thả cái con trống nha các bạn. Đó thì các bạn nhìn kỹ thì cái con mái nó đang đứng ở trên, tôi mới thả vô tôi quay cho các bạn xem luôn chừng 2 tiếng đồng hồ các bạn. Con mái nó đang đậu ở trên cái lồng ở trên, thì con trống nó đang ở trong lồng ở dưới. Thì mình nghĩ cặp đôi này nó cũng có thể là nó đã quen biết nhau trước, nhưng mà nó chưa có cái dịp để kết hợp như vậy, thành ra nó cũng dạng dĩnh các bạn đó. Đây chỗ này nói chung cũng hơi bất tiện, là lý do là nó hơi chẹt, tôi quay nó có thể là các bạn nhìn nó hơi khó nhìn chút xíu đó các bạn. Đây là cái con chè kêu bằng chè trống, chè trống nó nằm ở trong cái lồng, cái lồng nhỏ nữa các bạn, nói chung cái lồng đó. Còn cái con chè mái hiện giờ nó đang ở trong luôn rồi các bạn, thành ra nhầm khi mình quay nó hơi khó nhìn các bạn, nó đang đứng ở trong cái tổ mà tôi làm đó, thì nó đang đứng ở trên đó. Nói chung là đang hai con đang gần gũi với nhau, rất là gần gũi, thì đây là một cái tín hiệu, nói chung là cũng là rất là tốt cho mình khi mà mình bước đầu, mình bắt đầu mình làm để mình ghép đôi cặp bạn này các bạn. Đó. Thì đây để tôi mở ra, đặng tôi quay cho nó gần hơn chút xíu, chắc có thể là mới tôi mở ra nó hơi nhát chút xíu nha các bạn. Đó, tôi mở ra nó hót, nó kêu liền. Đây, đó các bạn thấy không? Đó. Đây là con chè trống, còn con chè mái nó nằm bên kia các bạn. Đó. Thì mình nghĩ hai con này từ từ nó sẽ quen nhau và nó sẽ hòa quyện với nhau. Thì tới đó mình sẽ bắt đầu thả con chim trống ra luôn các bạn, là mình lấy cái lồng nhỏ ra luôn. Thì từ chỗ đó mình nghĩ hai con sẽ bắt đầu là tiến hành để hòa quyện với nhau và sẽ sinh sản luôn các bạn. Thì mục đích hôm nay mình muốn làm cái mô hình này để gỡ đến cái thứ nhất là mình làm để chia sẻ cho các bạn, cái thứ hai là muốn gỡ lại muốn gỡ cho các bạn bạn nào yêu thích cái con chim cảnh thì các bạn xem, và mục đích là có thể các bạn có bạn, nói chung là các bạn góp ý kiến cho mình đó.
để mình cùng nhau phát triển cái mô hình này xem sao các bạn. Thì mong các bạn ủng hộ bằng cách các bạn có thể đăng ký dùm cái kênh của mình bằng cách bấm vào cái nút đăng ký và không quên bấm vào cái chuông, để khi nào mình có một cái clip mới mình chia sẻ về cái mô hình này đó, thì mình sẽ quay lên cho các bạn xem, để các bạn có thể là các bạn góp ý kiến và các bạn chia sẻ giùm cho mình ha. Đó, các bạn thấy bây giờ có con chim chim mái nó bay lại đây các bạn. Nó ngay tôi mới thả vô, thành ra có thể là nó gặp cái chuồng lạ, nó chưa có quen các bạn. Khi mà mình ở xa đó thì con chim mái này nó thường lại gần con chim trống này, hoặc là nó đậu trên những cái cầu tôi để gần này các bạn. Thì thường á thì nếu mà theo cái suy nghĩ của tôi á, nếu mà mình muốn ghép cái cặp chim thì mình thử gì là tốt nhất các bạn. Nếu mà mình không thử đó thì có thể mình thả chung với nhau, bạn gấp, có những người có những bạn mà có thể là gấp quá hoặc là chưa hiểu gì quá, thì các bạn nhầm khi các bạn thả vô liền cặp đôi liền thì làm cho cái cặp chim nhầm khi nó không có hợp với nhau, nó sẽ con trống có thể là đá con mái các bạn, nó đá rồi nó không chịu nhau là có thể là dẫn đến là chết luôn các bạn đó. Thành ra mình sợ từ chỗ đó mà mình phải làm như thế, mình để cho cặp đôi này nó từ từ nó quen với nhau mình mới dám thả ra cho các bạn đó bạn. Vậy thì tôi nói chung là cái chỗ này rất là khó quay, tại vì cái lối lối này rất là hẹp, chỉ còn có 5 tấc thôi các bạn, tại vì tôi làm cái chuồng bày ra hết 5 tấc. Nếu mà theo ý tôi, nếu mà chỗ tôi rộng rãi, hay là các bạn có làm theo như tôi, có làm như tôi đó, có thấy cái mô hình mình nó nói chung là có lợi ích cho các bạn á, thì các bạn cứ làm. Nhưng mà theo ý tôi, nếu mà làm bề sâu đó, bề rộng đó, thì các bạn tốt nhất làm từ 1 mét, từ 1 mét đảo ra thì con kim mình nó rất là ok, nó bay nhảy hay nó làm những việc mình thấy nó rất là đẹp ha. Còn tôi thì cái không gian hơi ít, thành ra phải chịu các bạn đó. Thì mục đích của tôi muốn làm để chia sẻ cho các bạn và cộng đồng đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi làm cái mô hình này mục đích là để muốn ghép đôi, nhân đàn, sau này có thể là phát triển đó. Thành ra tôi muốn quay một cái clip để chia sẻ cho anh em cùng cái đam mê sở thích các bạn. Thì theo tôi á, thì tôi thấy cái con chè thang này nó hót cực hay nha các bạn, cái giọng hót nó rất là hay. Thành ra tôi đang thích nó, đang thích, nhưng mà tôi chưa có thời gian, chưa có dịp để nuôi các bạn. Hôm nay thì tôi nói chung là tôi cũng có ý định trong 2019 này tôi bắt đầu tôi làm để tôi nuôi, để phục vụ cái sở thích của mình. Thì cái mô hình này nói chung thì nó cũng nhiều, được nhiều người bạn nuôi, có những mô hình rất là đẹp, rất là hay nha các bạn. Đó. Thì mục đích của mình nuôi mấy con vật này để nói chung là xả stress, để giải trí các bạn. Các bạn thấy không? Nó bay trong đây nè. Mới tôi mở cửa không dám mở 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 mạnh nữa các bạn. Đó. Thì cũng nhân đây tôi thưa với mấy bạn luôn là lúc trước tôi có đổ đất vô đó, tôi có nói là cái đất hoàn toàn dưới đây là toàn là phân trùng quế hết 80% các bạn, trong đó có cám, có chấu, có cho chấu, tôi chọn những cái thành phần là nói chung là phân rồi đất thịt. Đất thịt chỉ có 20% thôi các bạn. Thì trong đây nó còn sót một số trùng trùng
quế nhiều lắm các bạn, thì tôi nghĩ nó sống ở trong cái môi trường này cũng được, nhưng mà mình không cho ăn thì nó không phát triển thôi, đâu các bạn. Nhưng mà mục đích của mình là chủ yếu là để trong đây cho nó có một nguồn phân, nguồn dinh dưỡng tốt để mình trồng các loại cây đó các bạn. Ở đây là cây sống đời nè các bạn đó. Còn ở đây là cái thân này, là cái thân của cây vú sữa đó. Tôi làm cái cầu ở trên, ở trong đây tôi hơi khó quay, thành ra các bạn xem hơi khó một chút. Thì ở dưới chân nè các bạn, ở dưới chân đất lên nè, thì tôi có trồng một cái nhánh dây trầu bà. Tôi dự định là sẽ cho nó leo lên đây, thì sẽ làm một cái cảnh quan cho cái con chim của mình nó sống trong cái môi trường nó bán hoang dã, giống tự nhiên chút xíu các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ở đằng đó có cái cầu nữa đó. Thì nói về cái con trùng quế chút xíu, thì con trùng quế nó sống ở trong cái môi trường đất này thì cũng sống được tạm được thôi các bạn, nó không có phát triển nhiều. Nhưng mà ở đây cũng rất là tốt cho cái con chim của mình, chẳng hạn như là con này là con chè than nè, nó ăn các loại côn trùng, thì con trùng quế này mình nghĩ là nó sẽ ăn luôn các bạn, nó sẽ ăn luôn. Thì ở đây mình đang có cái nguồn trùng quế, thì mình từ từ mình cũng sẽ phục vụ cho có con chè than này nó ăn luôn các bạn đó. Thì mình bạn nào ấy thì thường mình cho ăn dế nè, ăn cào cào, hoặc là thường thì cho ăn con sâu, sâu super, thì nó rất là tốt cho cái lông ha, cái lông nó mướt nha các bạn đó. Thì đây mình quay sơ cho các bạn xem nè, quay cho các bạn xem luôn ha. Đó có cái cầu đó, nó bay nhảy trên đó nữa các bạn. Bây giờ hiện giờ là con chim mái đã đang đứng ở đằng đó đó, thấy không? Thì tại mình đang vô chuồng, thành ra một số chim nó nói chung nó nhát, nó lợ đẳng, nó không thể nào lại gần mình được hết trơn các bạn. Còn ở đây còn chim trống nó, mình sát nó quá, nó nhảy tứ tung, nó nhảy, nói chung tại vì mình quá sát thì phải chịu nó nhảy. Chứ bình thường là nếu mà mình cách xa nó đúng cái độ phản thì nó rất là ok, nó hót luôn các bạn. Thì mình nghĩ sẽ để ở đây chừng vài bữa bắt đầu nó hòa quyện với nhau là nó hót rất là hay đó. Thì ở trong cái vườn của mình thì cũng có xuất hiện, lâu lâu cũng có xuất hiện một cặp các bạn, chứ không phải là không có cái loại chim này nha các bạn đó. Loại chích chè này đó, các bạn thấy không? Thì mình nghĩ hai con nếu mà nó ở trong cái lồng như thế này, cái chuồng như thế này thì quá, nói chung là rất là ok nha các bạn, theo mình nghĩ. Đây, ở trong mình có, nói chung mình có thiết kế một số đồ giống như hoang dã chút xíu bạn, đá nè đó. Cái đó là có cây sống đời đó. Có một số loại cây nhỏ nữa nè các bạn đó, cây lá nhỏ. Rồi có cái này là cái gốc cây, nó 11 mà để nó cũng có hình hài lắm các bạn, giống như là một con quái thú gì đó, giống như hình thú nha, nó cũng na ná vậy đó các bạn đó. Nếu mà các bạn nào đã từng chơi thì đã biết cái mô hình này đó. Thì mô hình này rất là phong phú và đẹp nha các bạn. Nếu bạn nào có một cái nếu mà bạn nào có một cái giống như một cái nghệ thuật, có một cái đôi mắt, có một cái thẩm mỹ, thì bảo đảm các bạn sẽ thiết kế một cái chuồng như gì mà các bạn trang trí rất là đẹp nha, rất là bắt mắt. Nói chung là bây giờ quá đầy đủ, thành ra các bạn mua hay là các bạn làm thì quá ok. Rồi, cũng xin chào tạm biệt các bạn ở đây. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ.